Vâng các bác ơi, em giới thiệu cho tất cả các bác một combo hàng đẹp xịn của 40JBL và Tepnel. Và một combo full 25 của JBL. Hoặc là bát gân mút ở gân vảo các bác chọn dòng nào. Hoặc là các cái dòng tép như là BM, LG, có rất nhiều mẫu khác nhau. Các bác cùng xem video và so sánh cho tất cả các bác nhé. Đây, cái combo đầu tiên là combo giữa gân mút và gân vải. Các bác chọn mẫu nào nào. Bát 25 Martin gân mút từ 170/63. Chống rất sâu và mềm. Đấy, cái này là gân mút nhá. Còn đây là bát 25 JBL từ 170/65 gân vải. Rất là lợi về tiếng ca. Hôm nay gửi cho bác cái này, bác ấy đánh phun đôi cơ. Bác ấy đánh hai bát và một chiếc kèn. Hôm trước, đợt mấy năm trước bác ấy lấy một đôi bát 25 rồi. Và cũng cùng công suất như con này. Thì hôm nay lấy một đôi bát này. Lấy một đôi phân tần 2 bát và một kèn. Phân tần BA-5. Và đánh với cả một chiếc kèn neo bi 450 RCF. Và là neo bi, bi được mạ chrome. Đấy. Nhưng mà combo này có thể dựng được là phun đơn hoặc phun đôi đều được. Thêm một cặp bát nữa các bác nhé. Còn anh em thích gân mút hay gân vải, giữa hai cái dòng này thì là có rất là nhiều lúc hay tranh cãi. Và khi các bác kết hợp loa thì các bác phải tư vấn nhé. Vì cái gân mút là tiếng trống nó mềm và sâu, nhưng mà nó tiếng nó sẽ không sáng bằng gân vải đâu. Đấy, anh em lưu ý cho em. Từ 170/63 giữa hai cái dòng này thì các bác có thể chọn. Còn tép thì một là tép neo, hai là tép thường. Tép của BM đây thì em cũng đi số lượng cho khách rất là nhiều. Anh em có nhu cầu mà chốt số lượng 5 cặp, 10 cặp thì giá rất là rẻ luôn. Tép này tép của hãng nha. Nó có thể nhỉnh hơn so với các dòng khác một chút xíu, nhưng mà tiếng của nó hay lắm. BM 450 từ 120/64. Đây là LG này, bản cao cấp này. Các bác nhìn cái tép này và cái tép này thì nhìn cái này nó khôn hơn hẳn luôn. Đây là bản cao cấp tép LG 440-8 từ 120/64. Đấy. Hàng xịn nhìn nó khác, khôn hơn hẳn luôn. Vào đây thì là cái cặp bát JBL này, trống nó ánh rất hay luôn, sâu tiếng mềm. Gân ba gân màu xanh rêu. Bát này thì em rất hay dựng loa, bán lẻ thì ít nhưng dựng loa thì rất nhiều. Vì cái dòng này tiếng nó rất hay. Các bác nhìn này, kẹp lỗ kẹp tê của nó rất là bích, rất là dày. Màng của nó lại còn sần nữa. Vì cái dòng này bán lẻ, tại sao em bảo bán ít? Vì cái dòng này nó đắt, nó không như các cái dòng khác. Hàng chất lượng nó đắt, màng sần nhá. Màng sần rỗ, bích dày. Các bác nhìn nó bích rất dày luôn. Từ 190/76. Con này đánh tiếng hay, cam kết cho anh em là cả bát cả lời rất hay. Và tép của nó là tép neo bi 850 BNC, côn 75 dây dẹt từ bi. Phân tần của nó đây, một bát một chiếc kèn có mạch bảo vệ loa chép, hai chở nhôm, một bát và một chiếc in là đường vàng. Phân tần này là phân tần của mong có model là 8015. Đấy. Nếu như anh em thích chơi thay thế sửa chữa hoặc là nâng cấp dựng mới với những cái linh kiện hàng chất lượng cao, nhà em có bạt ngàn về linh kiện, em có thể tư vấn cho tất cả các bác với cái mọi, tất cả các cái mọi vì là giá thành. Và anh em có nhu cầu đến linh kiện thì liên hệ trực tiếp cho em cùng nhé, để đặt hàng nhé.